Điện máy Long Hải xin giới thiệu đến các bác khách hàng sản phẩm máy cắt cỏ sân vườn Mitsubishi TU33 và TU26 có trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển và thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cất giữ. Máy động cơ 2 thì có công suất hoạt động mạnh mẽ, nổi tiếng của hãng Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản. Bộ côn, bố nồi Amada, chuyển động với hiệu suất cao. Tốc độ chuyển động gần như là tối đa. Có thiết kế lớn hơn ở tấm chắn bảo vệ, tạo cho người sử dụng cảm giác an toàn. Bình xăng con hay còn gọi là bộ chế hòa khí được sản xuất bởi hãng One Brzo giúp máy chạy đều bốc khỏe và cực kỳ tiết kiệm xăng. Có loại mà ngăn tiện dụng giúp khả năng tăng tốc máy lên đến 11.000 vòng phút chỉ trong 1,5 giây. Đặc biệt, động cơ dễ khởi động trong bất kỳ trường hợp nào. Nhất là mùa lạnh, việc khởi động càng dễ dàng hơn với hệ thống bơm mối bằng tay. Hai sản phẩm máy cắt cỏ Mitsubishi TU33 và TU26 trong clip là hàng trưng bày tại cửa hàng, chưa đổ xăng, chưa khởi động máy. Nay được Điện máy Long Hải thanh lý với giá rẻ hơn giá trên thị trường khoảng 1,2 triệu đồng trên một máy, miễn phí ship, giao hàng và thanh toán tại nhà khách hàng. Các bác vui lòng liên hệ 0977 499 988 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.